Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung sau: nhiều cột điện tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện không đảm bảo an toàn; cần giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai tại khu Hàn Giang, phường Quang Trung. Thưa quý vị, vừa qua Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương nhận được ý kiến của nhiều người dân xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện phản ánh về những bất cập trong việc nâng cấp thay thế những cột điện sinh hoạt đã xuống cấp, cũng như tại khu dân cư mới, người dân không có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Qua thực tế cho thấy, những vấn đề được người dân xã Đoàn Tùng quan tâm, đề nghị nhiều năm nay nhưng chưa được Điện lực huyện Thanh Miện giải quyết triệt để. Hiện nay tại các thôn xóm trong xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện đang tồn tại hàng chục cột điện đã cũ, xuống cấp, không đảm bảo khả năng nâng đỡ cáp điện. Nhiều cột điện bị kéo nghiêng, đã vỡ lớp bê tông bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ, mất an toàn. Hệ thống cột điện này do Hợp tác xã Kinh doanh Điện xã Đoàn Tùng trước đây đầu tư xây dựng và lắp đặt cách đây hơn 20 năm. Đến nay không phù hợp để nâng đỡ hệ thống cáp điện vạn xoắn. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn từ những cột điện này, người dân xã Đoàn Tùng đã nhiều lần đề nghị với địa phương để có ý kiến với chính quyền địa phương để phản ánh với Điện lực huyện Thanh Miện. Nhưng nhiều năm nay, những ý kiến này của người dân cũng chưa được giải quyết dứt điểm. Gia đình anh Đào Mạnh Cường ở thôn Phạm Lâm cũng nhiều lần đề nghị di chuyển đường điện và dây cáp, võng chạm cả vào mái nhà gây nguy cơ mất an toàn nhưng chưa có kết quả. Cái đường điện này là ngày xưa là nó cũng cao lên mặt kia, nhưng mà qua thời gian ấy là từ nó chảy xệ xuống thế này, nó đè vào mái nhà, nó chạy qua đất nhà tôi. Thế là nhà tôi cũng có ý kiến là chuyển cái đường điện này đi ra khỏi phần đất của mình, nhưng mà chúng tôi ý kiến là lâu rồi. Ý kiến từ cái ngày mà hồi mà mới chuyển gọi là cái đường điện này về hội điện được quản lý. Thế mà sau đó thời gian ấy, nhưng bây giờ cũng chưa thấy gọi là ai đến giải quyết cả. Vừa rồi người ta có điều chỉnh chôn lại cột ấy, nhưng đến đây họ lại dừng lại. Đấy, họ không làm nữa. Đấy, họ chỉ đến đến kia họ dừng lại này, đến đầu kia họ dừng lại này. Đấy, vừa rồi thì cũng có người đến bảo là chuyển cái cột này vào trong đất mà nhà bà Tập bên này, nhưng mà bà Tập bà không đồng ý và bảo là không cho vào điện cột điện vào đất nhà bà được. Đấy. Đấy thì họ cứ nói thì họ lý do thì là đúng là chúng tôi là nông dân thì chúng tôi không thể biết được ở trên ngành điện như nào cả, nhưng mà cũng mong rằng còn ở trên quan tâm nên là đã chuyển hộ cái đường điện ra khỏi đất nhà tôi để cho nó an toàn. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, người dân xã Đoàn Tùng đã hiến đất mở rộng đường giao thông các thôn xóm. Vì vậy, nhiều cột điện trước đây nằm sát lề đường nhưng giờ thì đã nằm vào trong lòng đường. Cùng với việc bị xuống cấp, không đảm bảo để nâng đỡ hệ thống cáp điện, hệ thống cột điện này không chỉ gây cản trở giao thông, mất mỹ quan mà còn khiến người dân lo lắng về sự an toàn. Mặc dù người dân và cả chính quyền địa phương đã nhiều năm nay thường xuyên kiến nghị với Điện lực huyện Thanh Miện, nhưng việc di chuyển thay thế những cột điện cũ xuống cấp vẫn chưa được thực hiện. Cái cột này nó đã từ lâu năm, nó cũ xuống cấp rồi. Đặc biệt nhất là một số các cái cột điện sau khi mà nông thôn mới thì là cái nhân dân hiến đất thì các cột điện trước kia nó ở mé, nhưng bây giờ thì nó ra bên ngoài đường. Đặc biệt nhất là cái kiến trúc ngày xưa là cái cột điện nó bé, nó chỉ phù hợp với cái thời ngày xưa, lúc là ít người mắc điện có thể, nhưng mà các cái dây ngày xưa nó cũng nhỏ. Dây ngày xưa dây trần dây bé, nhưng bây giờ là dây bao cho nên nó lắc. Cho nên là cái hiện tượng các cột, một số cột thì nó đã yếu, mà đặc biệt nhất là đây các anh nhìn thấy các cái vữa đấy, nó đã trơ cả những con sỏi ra. Cụ thể cột này mặt đằng kia. Thế rồi các cái đoạn đường mà bắt góc thì nó có hiện tượng cong, bởi vì cái cột điện nó mảnh nó bé. Thì nhân dân thì cũng như trong thôn cũng kiến nghị với cán bộ thôn. Thế rồi trao đổi qua các cái hội nghị của cuộc họp để sở điện lực về kiểm nghiệm lại và thay cho nhân dân. Trong khi việc di chuyển các cột điện cũ nằm trong đường giao thông chưa được thực hiện, thì tại khu dân cư số 1 của xã Đoàn Tùng, dù đã đầy đủ hạ tầng điện, nhưng người dân ra khu vực này để ở, cùng với sản xuất kinh doanh cũng chưa được đấu nối và cấp điện. Đã hơn một năm nay, mặc dù các hộ dân nhiều lần đề nghị Điện lực huyện Thanh Miện đấu nối để có điện sử dụng nhưng cũng chưa được giải quyết. Để có điện sử dụng, những hộ dân này phải đấu nhờ điện từ các hộ gia đình gần đó, nhưng rất bất tiện và chịu thêm chi phí do cách tính điện bậc thang. Nhà em thi công được gần 3 tháng rồi, nhưng vẫn dẫn bức xúc là đất là mua đất đấu giá của xã, của huyện, nhưng mà không có điện. Nên là cũng đã kiến nghị mấy xã hỏi mấy bên điện lực là chưa có điện, mà
Trong khi đó là đã điện là cơ sở hạ tầng đã có rồi, chỉ cần đấu nối từ trạm điện xuống bên thế là có điện thôi, nhưng mà cũng cứ hỏi lần này lại khất lần khác mà rất là lâu rồi, gần một năm rồi. Có những nhà ra trước đây là gần một năm rồi chưa có điện. Điện hiện tại bây giờ em nhờ các người dân ở xung quanh đây thôi. Bất cập là hiện tại nhà em thi công như các anh nhìn thấy là rất là to, điện rất là công suất điện rất là lớn, độc bị chập cháy liên tục mà em thì không biết kêu gọi ai. Từ lúc em mua lại số đất người ta đấu giá đây là từ tháng 10 năm 2021 và đến tháng 3 năm 2022 này bắt đầu xây dựng làm xưởng. Thì từ ngày đó là hay dục nhà đầu tư để làm điện thì cứ hết lần hay hứa là nó hứa là đến một thời gian sau là có điện, nhưng mà đến thời điểm bây giờ là đến ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 14 tháng 10 năm 2022 là vẫn chưa có điện. Thì anh phải nói chung là trong công việc sản xuất ấy là điện nước là như kiểu rất là quan trọng. Thì từ ngày đến nay em toàn phải đi nhờ thôi, mà kéo từng dây rất là xa, rất là phức tạp, rất là nhiều anh ngại, cho nên là em chỉ mong cơ quan chức năng tạo điều kiện cho lắp điện cho xưởng em sản xuất. Thông tin từ người dân cũng cho biết mặc dù đã nhiều lần đề nghị nhưng đến nay Điện lực huyện Thanh Miện cũng không giải quyết những bất cập về điện tại địa phương, cũng không có thông tin phản hồi hay trao đổi với người dân về giải pháp tháo gỡ. Vì vậy đã dẫn đến những bức xúc kéo dài trong nhân dân. Tại các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân xã Đoàn Tùng cũng nhiều lần phản ánh những nội dung này với các đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội, với mong muốn Điện lực huyện Thanh Miện cần tiếp thu và giải quyết những vấn đề người dân đang kiến nghị. Trong các khu vực xóm, thôn xóm đấy thì người dân đã tự nguyện đóng góp cái kinh phí để xây dựng đường giao thông. Thế và vận động mọi gia đình là tự hiến đất, thế và mở rộng đường. Thì trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì những cái cột điện ấy trước đây nó ở bên dưới đường thì bây giờ nó lại là không còn là dưới đường nữa. Đấy, thế thì cái việc này thì chúng tôi cũng đề nghị hành điện là sẽ có cái tạo điều kiện chuyển giúp cho chúng tôi vào cái để đảm bảo an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là đối với chúng tôi thì có một cái khu điểm dân cư ở khu dân cư số 1. Thì vừa rồi thì cuối năm 2021 thì chúng tôi cũng đã xây dựng xong hạ tầng và tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất. Thế thì trong cái thời gian là từ đầu năm đến nay, mặc dù thì chúng tôi cũng đã đầu tư xây dựng cái hạ tầng điện theo quy định của ngành điện. Thế nhưng mà đến giờ thì cũng một vài lần chúng tôi đã đề nghị với ngành điện, thế nhưng mà ngành điện cũng không hiểu vì lý do gì đến giờ là cũng chưa đấu điện được. Những bất cập về hệ thống cột điện cũ, xuống cấp đang nằm trong lòng đường giao thông ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện đang khiến cả người dân và chính quyền địa phương bức xúc. Đề nghị Điện lực huyện Thanh Miện cần sớm xem xét, giải quyết những đề xuất kiến nghị của người dân. Việc giải quyết ra sao, ở thời điểm nào cũng cần có thông tin rõ ràng để địa phương và người dân yên tâm, không để tạo thành những luồng dư luận bức xúc kéo dài. Thưa quý vị, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương mới đây cũng nhận được đơn kiến nghị của ông Đoàn Văn Thuật và bà Đinh Thị Ngọc ở số 7 Hàn Giang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, cùng liên quan đến tranh chấp đất đai với gia đình ông Hoàng Văn Dũng. Các tranh chấp này đã kéo dài nhiều năm nay và cũng nhiều lần được hòa giải, giải quyết nhưng chưa xong. Ghi nhận thực tế cho thấy, phần đất đai đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Đoàn Văn Thuật và gia đình bà Đinh Thị Ngọc đều giáp danh với đất đai của gia đình ông Hoàng Văn Dũng. Về phía hai gia đình ông Thuật và bà Ngọc, có ý kiến rằng do phần đất giáp danh sau nhà là đất ao công nên hai gia đình đã san lấp, vượt lập để làm vườn, trồng cây cách đây hàng chục năm. Đến năm 2019, gia đình ông Hoàng Văn Dũng đã đề nghị ông Thuật, bà Ngọc trả lại phần đất này vì trên hồ sơ giấy tờ thể hiện là đất đai của gia đình ông Dũng. Tuy nhiên, ông Thuật, bà Ngọc cho rằng toàn bộ phần đất đã vượt lập là đất công và chỉ trả lại nếu nhà nước thu hồi. Tôi về đây từ năm 83 đến nay là đã hơn 40 năm. Thì nhà tôi ở bên ao hồ rất là bẩn. Thế là tôi san lấp, hai chồng tôi san lấp trong vòng mấy chục năm nay để trồng rau trồng cỏ. Thế mà đến 2019 có anh Hoàng Văn Dũng, anh nói là cháu ngoại cái bà Lự ở bên, là anh bảo là đất của bà ngoại anh cho anh
Thì anh ấy có làm đơn lên phường, rồi chúng tôi lên phường. Thế gần đây 2022 thì anh Dũng lại làm đơn lên Ủy ban nhân phường, và chủ tịch phường bây giờ là anh Hồng cũng mời chúng tôi lên 2 lần, nhưng mà hiện nay là vẫn không giải quyết được. Bố tôi vật lập từ năm 80, kể cả đời các cụ như tôi ở đây, đến bố tôi, giờ đến đời tôi, đến đời con tôi là 4 năm đời rồi, thì là cũng bảo là cái đất này là đất của công. Tất cả là cái ao hồ là của công, của hội trường đảng ngày xưa nó lấp lên để nó lấy làm hội trường. Thế thì bây giờ chúng tôi san lấp ra đấy thì để trồng rau thôi, cũng chả làm gì cả. Chúng tôi giải ra đây thì trồng rau đấy, thì nếu mà nhà nước cho chúng tôi được đồng nào chúng tôi biết đồng đấy. Còn đâu là nhà nước cần chúng tôi giả luôn. Chúng tôi không nhận là đất của chúng tôi, mà nhà nước bán thì chúng tôi mua. Còn không được bán cho nhà anh Dũng kia. Qua làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Hải Dương được biết, từ năm 2019, khi có đơn kiến nghị của ông Đoàn Văn Thuật và bà Đinh Thị Ngọc, Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều lần tổ chức hòa giải và giải quyết các tranh chấp về đất đai. Tuy nhiên, qua nhiều lần giải quyết giữa các bên vẫn chưa có sự thống nhất. Ủy ban Nhân dân phường cũng xác minh nguồn gốc đất của gia đình ông Dũng để làm cơ sở giải quyết. Theo kết quả xác minh của Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thì phần đất của gia đình ông Dũng có diện tích hơn 1.400 m² là đất do ông cha để lại và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.028,8 m². Phần còn lại, ông Dũng đề nghị cấp sau vì còn tranh chấp. Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cũng cho biết, cơ sở để giải quyết tranh chấp là hồ sơ đo đạc trích lục bản đồ địa chính năm 1996 của Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung. Theo tài liệu này, phần đất của gia đình ông Dũng được thể hiện đầy đủ về hình thể, kích thước và trong đó có cả phần diện tích hiện nay hộ ông Thuật, bà Ngọc đang sử dụng để trồng cây. Cái hộ ông Hoàng Văn Dũng và hộ ông Thuật và bà Ngọc số 7 và số 9 xã Bàn Giang ấy, thì đơn thư thì cũng kéo dài rất nhiều năm nay rồi. Thế và sau khi năm 2011 thì chúng tôi tiếp nhận, tiếp tục được ông Hoàng Văn Dũng gửi đơn yêu cầu giải quyết. Thì Ủy ban dân phường cũng đã tổ chức các cái cuộc hòa giải theo cái quy trình và quy định của luật. Và từ năm 2021 đến nay thì chúng tôi đã 4 lần tổ chức hòa giải, các cuộc hòa giải. Và các thành phần tổ chức hòa giải thì theo đúng quy định là gồm có khu dân cư và các ban ngành đoàn thể của phường và các hộ liền kề để xác định cái vị trí và các cái mốc giới. Thế tuy nhiên rằng là quá trình giải quyết thì hai bên chưa đi đến thống nhất, và căn cứ vào các hồ sơ giấy tờ và biên bản các cuộc họp thì chúng tôi có kết luận và yêu cầu các gia đình nếu không hòa giải thành thì tiếp tục đề nghị các cơ quan cấp trên hoặc gửi đơn ra Tòa án Nhân dân thành phố để được giải quyết theo quy định của luật pháp luật. Qua tìm hiểu cũng được biết, về phía gia đình ông Hoàng Văn Dũng cũng có đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung và thành phố Hải Dương giải quyết những tranh chấp về đất đai với gia đình ông Thuật và bà Ngọc. Tuy nhiên, đến nay, ông Thuật và bà Ngọc vẫn chưa đồng ý với nội dung phần đất hai gia đình đang sử dụng là đất của gia đình ông Dũng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đã chỉ đạo thanh tra thành phố tiếp nhận và giải quyết việc tranh chấp này. Phía thanh tra thành phố cũng cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ tính hợp pháp của các hồ sơ, giấy tờ để làm căn cứ giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin, trả lời bạn xem truyền hình khi có kết luận giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương. Chương mục hồ sơ truyền hình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt.